FC Cú Phèo xin kính chào tất cả anh em ạ. Lời đầu tiên thì cho Cú Phèo gửi lời hỏi thăm sức khỏe, lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em. Chúc anh em luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Và hôm nay mình mời anh em đến với một lạc cao có thể nói là cực kỳ VIP anh em ạ. Rất VIP luôn ở server công thành chiến xưa.net. Và đây là S8, S9, một server khá là cũ rồi nhưng mà vẫn đang rất náo nhiệt anh em ạ. Con game này thì khi anh em chơi thì mỗi người một đặc tay, không kéo xe anh em nhé. Một con game rất là đáng chơi. Web là công thành chiến xưa.net. Và account này là account Angela Jolie. Và hiện tại đang ở hạng 3 của server. Và đang hạng 1 của môn phái đường môn. Với những trang bị có thể nói là cực kỳ khủng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái lượng sách vở. Thì lượng sách vở thì chắc chắn là account này đã đầu tư cỡ này thì thông số sách vở gần như là full anh em ạ. Full. Ngoại trừ võ lâm một tịch không cần thiết thì những thứ còn lại đều full. Chúng ta thử xem nha anh em nhé. Dã tẩu là hơn 5k dã tẩu rồi. Võ lâm một tịch là 16 rồi anh em ạ. Tẩy tùy kinh là 21. Có lẽ là những quyển tẩy tùy kinh ăn thêm sau đây anh em ạ. Còn những cái thông số khác đều đã mắc và chúng ta sẽ vào soi cái set đồ anh em nhé. Vâng, đầu tiên thì xem cái bạo vũ Lê Hòa anh em ơi. 20 cộng 9 bạo vũ Lê Hòa. Và chúng ta xem bảng kỹ năng và tiềm năng của account này. Đi vào trong này cho nó mất những cái dòng búp ở phía bên ngoài. Skill 120 là 20 cộng 7. Bạo vũ Lê Hòa là 20 cộng 9. Và cái lực tay là 19k anh em ạ. Lực tay 19k. Hiện tại có 1342 điểm thân pháp và 463 điểm sinh khí. Lượng máu hiện tại ở trên ngựa là được 5k9 và mana là 1k4. Cái bảng kháng thì phòng thủ là 75 cộng 2, kháng hàn 73, kháng lôi 75, kháng hỏa 75 và dòng kháng độc là 68. Còn đó là thông số về kỹ năng và tiềm năng. Và chúng ta xem sang cái set trang bị của account này. Account này có một set vinh diệu anh em ạ. Cái áo vinh diệu phục hồi 60 và choáng 40, nội lực 200. Đôi giày là tốc 60, chậm 40 và sinh lực 200. Mặc đôi giày và cái áo này thì nó sẽ kích toàn bộ thuộc tính ẩn trên tất cả những trang bị trên người của nhân vật. Rất là VIP đây anh em ạ. Và theo mình biết thì đây là phần thưởng của các giải đấu như là Võ Lâm Minh Chủ ấy anh em. Mới được cái những món đồ như này. Hoặc là tam đấu hoặc là song đấu. Cái dây chuyền là kháng tất cả 14, kháng hỏa 18. Cái nón là mắc ợp, nón hỏa mắc ợp. Nón này thì mua bằng điểm liên đấu anh em nhé. Sẽ gom điểm liên đấu và mua. Mua bằng điểm liên đấu. Cái bao tay kim quang, bao tay này thì là phần thưởng của đua top bang hội có thời hạn sử dụng. Tức là các bang hội sẽ đua top, ví dụ như đua top nhặt quả hay là đua top nộp các cái thiệp. Và phần thưởng sẽ là cái bao tay này. Một cặp nhẫn kim quang anh em ạ, trên cũng kim quang và dưới cũng kim quang nha anh em. Thì cái này cũng là phần thưởng đua top này. Cái ngọc bội cực phẩm, ngọc bội hiệp cốt. Cái đai lưng kháng hỏa 19, choáng 40, sinh khí 9, sinh lực và nội lực gần 100. Cái đôi giày soi rồi. Cái con ngựa bồn tiêu thoái phiến kháng tất cả 7. Cái ấn phòng thủ 25. Cái phi phong kỹ năng vốn có 1 cấp. Cái trang sức kháng tất cả 5. Và cái mặt nạ thiên tử. Mặt nạ này thì có thời hạn sử dụng ngắn thôi. Bởi vì là cứ có trận thiên tử mà thắng thì mới được cái mặt nạ này. Thì mặt nạ này trong bang sẽ đấu giá. Mặt nạ này cộng được 2 cấp của tất cả các skill 9x. Một set đồ quá khủng anh em ạ. Chúng ta xem đến tiếp cây nỏ. Cây nỏ mắc ợp và cũng có thời hạn sử dụng đến ngày 28 tháng 4. Thì có lẽ là cây nỏ này cũng đấu giá khá lâu rồi. Cây nỏ này cũng là phần thưởng đua top bang hội luôn. Và khi bang hội có được phần thưởng thì sẽ về đấu giá. Và cây nỏ có thể nói là thần sầu luôn anh em ạ. Một cây nỏ thần sầu. Cào quá VIP. Có lẽ là VIP nhất trong đường môn ở server này rồi anh em ạ.
Một cái lực tẩy quá khủng, 19k lực tẩy anh em ạ, cấp 140. Vâng, như vậy là chúng ta vừa mới soi hết được cái set đồ cũng như là lượng kỹ năng, tiềm năng, lực tẩy, bảng kháng của cái nhân vật Angela Jolie. Trên đầu có vòng nguyên soái đấy anh em nhé, trên đầu có vòng soái nữa. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip anh em nhé. Vâng, nếu anh em thấy hay thì để lại cho mình một tim, một like và một cái follow với anh em nhé. Cảm ơn anh em nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau ạ.